phenol tan vô hạn trong nước ở điều kiện thường đúng hay sai? Đúng hay sai? Sai, phenol không tan trong nước ở điều kiện thường. Phenol tan tốt trong nước khi đun nóng. Đúng. Nhá, phenol tan tốt trong nước khi đun nóng. Tan rất tốt. Được không ạ? Đấy các bạn lưu ý nhá, anh phenol tan rất tốt trong nước khi đun nóng. Đó, cụ thể hơn này. Cụ thể hơn là ở 66, nếu thầy mình nhớ không nhầm. 66 phẩy mấy độ C nhỉ? 66 điện thì mình nhớ nào. Cụ thể hơn là ở 66 phẩy mấy độ C ấy. Cụ thể hơn là ở 66 phẩy mấy độ C nhỉ? Không nhớ nữa. 66 độ C. Cụ thể hơn là 66 độ C. Là phenol tan vô hạn trong nước. Nhá. 66 độ C phenol tan vô hạn trong nước. Vậy đúng. Nhưng nó nóng chảy phenol cao hơn ethanol chắc chắn rồi. Ở điều kiện thường nó là thể rắn. Còn lại thể rắn gọi là slit, đúng không? Còn lại ethanol ở điều kiện thường nó là thể lỏng, đúng không? Nên nóng chảy hơn là đúng, chính xác. Phenol tính là độc, có thể gây bỏng khi tiếp xúc với da nên cần phải cẩn thận khi sử dụng. Đúng. Sai, đúng, chính xác, rất tốt. Ok các em nhá.